Xin chào, hôm nay Xin sẽ chia sẻ cho các bạn những lý do vì sao các bạn quảng cáo không ra đơn, làm marketing vẫn không có khách. Thì trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ nói về 4 nhóm khách hàng mà có khả năng mua hàng của các bạn cao nhất trên thị trường. Nhóm thứ nhất là những người đang quan tâm và đang có nhu cầu mua sản phẩm dịch vụ của các bạn. Nhóm thứ hai là nhóm những người đã từng mua sản phẩm của các bạn rồi, và họ sẽ là những người mua lặp lại cho sản phẩm của bạn rất là cao. Nhóm thứ ba là nhóm những người mà đang quan tâm tới sản phẩm và có ý định mua sản phẩm, nhưng họ là những người chưa biết về thương hiệu của bạn. Họ chưa biết bạn đang bán sản phẩm đó. Họ chỉ có thể là họ xem thông tin của nhiều nhà cung cấp khác. Họ xem thông tin trên mạng, internet và họ phát sinh nhu cầu. Nhóm thứ tư là những người đã từng mua, từng dùng sản phẩm của đối thủ và họ không hài lòng với sản phẩm hiện tại. Họ đang tìm kiếm dự định sẽ mua cho nhà cung cấp khác, mua cho người bán hàng khác. Thì các bạn, lý do các bạn quảng cáo không ra đơn, làm marketing không có khách, đầu tiên là các bạn vẫn không tạo được đủ lượng người quan tâm và có nhu cầu mua sản phẩm dịch vụ các bạn. Có thể là các bạn mới làm quảng cáo Facebook, có thể là các bạn chỉ đăng miễn phí lên Facebook cá nhân, lên fanpage hoặc là lên cộng đồng, thậm chí là các bạn chạy quảng cáo tương tác với một ngân sách nhỏ, thì những hoạt động đó nó vẫn không giúp cho các bạn truyền được, tạo được cái số lượng người hiểu biết lợi ích giá trị sản phẩm. Cho nên khi các bạn chạy quảng cáo bán hàng, các bạn tiếp cận số quá ít người quan tâm, người có nhu cầu mua sản phẩm, cho nên là các bạn cũng ít tạo ra đơn, ít bán được hàng trên Facebook. Cái lý do thứ hai đó là các bạn có số lượng người hài lòng sản phẩm quá ít, hoặc kể cả là các bạn có khách hàng cũ nhiều, người hài lòng sản phẩm các bạn nhiều, nhưng các bạn không biết cách quảng cáo một cách tự nhiên, thì các bạn vẫn chạy quảng cáo không hiệu quả, vẫn marketing không hiệu quả. Bởi vì các bạn, con người luôn luôn có tâm lý là họ chỉ tin và họ chỉ quan tâm tới những gì mà họ tìm ra, họ khám phá ra. Và nhất là những người mà có kiến thức, có trải nghiệm, thì gần như họ chỉ tin vào những gì họ tìm thấy. Cho nên việc các bạn dùng những cái kênh marketing như là quảng cáo YouTube, hoặc là quảng cáo trên TV, hoặc là email marketing, thậm chí là các bạn gọi điện, các bạn nhắn tin cho khách, thì những cái đó là những kênh cách làm marketing phi tự nhiên, trái đi với cái hành vi tự nhiên của khách hàng. Nó khiến cho khách hàng nhận ra các bạn đang cố gắng quảng cáo cho họ, họ nhận ra là các bạn đang cố gắng bán hàng cho họ và họ sẽ đề phòng. Thì chính vì vậy mà các bạn sẽ rất là khó để thuyết phục khách mua lặp lại cho các bạn và khiến khách hài lòng. Thì các bạn, để các bạn thuyết phục được hai nhóm khách hàng này, những người đang quan tâm sản phẩm và những khách hàng cũ, thì các bạn phải dùng phương pháp quảng cáo bằng phễu marketing, một trong những cái phương pháp mà giúp cho các bạn xây dựng mối quan hệ và phát triển mối quan hệ với khách hàng một cách bền vững và hiệu quả. Thì tất cả mọi thứ chúng ta đều phải phát triển từ nhỏ tới lớn. Thì cái việc các bạn dùng phễu marketing là các bạn sẽ biết cách để là phát triển được cái mối quan hệ với khách hàng ở cùng một thời điểm nhưng với số lượng khách hàng cực kỳ lớn. Điều đó giúp cho các bạn tạo ra được một cái thị trường, những người quan tâm tới sản phẩm các bạn và những người sẵn sàng mua sản phẩm các bạn rất là cao. Lý do thứ ba là các bạn không xác định được những cái hành vi, những cái sở thích, những cái vị trí của khách hàng đã từng mua sản phẩm cho đối thủ. Chính vì vậy mà gần như là đa số các bạn làm kinh doanh, các bạn không có phương án để quảng cáo tiếp cận những khách hàng cũ của đối thủ của mình, những người không hài lòng về sản phẩm của đối thủ. Và khi các bạn không có phương án để marketing cho đối tượng này, thì các bạn đã bỏ qua một nhóm khách hàng cực kỳ tiềm năng, cực kỳ béo và cực kỳ ngon. Bởi vì khách hàng đã từng mua sản phẩm của đối thủ, họ là những người đã có trải nghiệm về sản phẩm, họ là những người hiểu biết về sản phẩm, cho nên khi người ta thấy một cái sản phẩm tốt, người ta sẽ ra quyết định mua hàng rất là nhanh và thậm chí người ta mua số lượng lớn so với lần đầu họ mua. Thì các bạn, đa số các bạn gần như bỏ qua đối tượng này, và các bạn thậm chí các bạn không có phương án để tiếp cận đối tượng này. Đó là lý do các bạn
chạy quảng cáo nhưng mà các bạn không hiệu quả bởi vì các bạn bỏ qua cái đối tượng này. Các bạn không tạo ra được cái nội dung để thuyết phục được đối tượng này. Chính vì vậy mà các bạn dường như là các bạn đánh mất cơ hội. Lý do thứ tư đó chính là việc các bạn không có cái những cái kỹ thuật để các bạn tiếp cận khách đang quan tâm và đang có ý định mua sản phẩm trên thị trường mà bạn đang bán. Họ có thể là họ chưa biết thương hiệu của bạn, nhưng các bạn hoàn toàn có thể dựa vào hành vi. Vì những người mà đang quan tâm sản phẩm, họ sẽ hay search trên Google, họ sẽ hay search trên YouTube, thậm chí là họ chat với bạn bè để hỏi về sản phẩm, họ like nhiều bài viết liên quan tới sản phẩm, họ tham gia các group để thảo luận về sản phẩm. Thì tất cả những hành vi đó, những cái sở thích đó, dường như là các bạn hoàn toàn có thể khai thác được và các bạn có thể nhắm được tới đúng những cái nhóm người đó trên Internet. Thì các bạn, để các bạn tiếp cận những hai nhóm khách hàng tiềm năng, những người đang quan tâm tới sản phẩm, những người đã từng dùng sản phẩm của đối thủ, thì các bạn phải dùng phương pháp hớt phán thị trường. Hớt phán thị trường là một phương pháp mà chúng ta sẽ tiếp cận những nhóm khách ngon nhất trên thị trường, béo nhất trên thị trường, và số lượng khách này rất là lớn. Bởi vì những người mà sẽ mua và có khả năng mua nhiều nhất trên thị trường đó là những người đang quan tâm và đã từng dùng sản phẩm rồi. Thì khi các bạn không có phương án hợp lý để tiếp cận hai nhóm này thì các bạn đã bỏ qua rất là nhiều cơ hội để các bạn tiếp cận được những người mà về cơ bản là sẽ mua sản phẩm cho các bạn. Thì có một số sản phẩm các bạn sẽ cực kỳ phù hợp để dùng phương pháp hớt ván thị trường, và cũng có những sản phẩm các bạn không thể dùng phương pháp hớt ván thị trường, bởi vì một số sản phẩm nó đã có mặt lâu đời trên thị trường, một số sản phẩm được mua lặp đi lặp lại nhiều lần trong năm, thì các bạn có thể dùng hớt ván thị trường rất là tốt. Thì nếu bạn quan tâm tới cái phương pháp affiliate marketing để tiếp cận và xây dựng quan hệ với khách hàng và để target đúng cái khách hàng tiềm năng trên thị trường bằng phương pháp hớt ván, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link bên dưới của Brandy. Thì lý do thứ năm mà xin nhận thấy rằng là đa phần các bạn không hiệu quả, bởi vì phần lớn các bạn kinh doanh thì các bạn đang làm một cái việc là các bạn làm thương mại, các bạn làm phân phối sản phẩm. Thì những các bạn đang làm phân phối, làm thương mại, thì các bạn, cái sản phẩm của các bạn đó chính là cái dịch vụ, chứ không phải là cái sản phẩm bạn đang bán là sản phẩm. Thì cái dịch vụ mới là cái sản phẩm cốt lõi của các bạn. Cho nên rất là nhiều bạn bán hàng, các bạn quá tập trung nói về sản phẩm mà các bạn đang bán. Các bạn phải nói về cái dịch vụ, những cái ưu việt trong cái dịch vụ của mình, những cái điểm đặc biệt trong cái dịch vụ mà các bạn cung cấp. Thì khi các bạn nói được những ưu việt của dịch vụ, các bạn tạo được niềm tin vì sao dịch vụ của bạn là chất lượng, vì sao dịch vụ của bạn là an toàn, là tạo dựng được cái sự an tâm cho khách hàng, thì khi đó khách hàng sẽ thấy các bạn khác biệt và sẽ mua cho các bạn. Ví dụ như khi người ta mua iPhone thì các bạn, tất cả khách hàng đều hiểu rõ chất lượng sản phẩm iPhone là tốt, là good, là như nhau ở các nhà cung cấp, ở các nhà bán hàng. Thì bây giờ họ chỉ tìm cái shop bán hàng mà có những cái dịch vụ phân phối chất lượng. Ví dụ như những shop nào thể hiện được họ có nguồn hàng tốt, giá rẻ, shop nào có chương trình trả góp ưu việt, shop nào có chương trình bảo hành cam đoan cao, cảm thấy cao với khách hàng, và shop nào có những cái chương trình ưu đãi, tặng quà, tặng hỗ trợ, những cái phụ kiện đi kèm hấp dẫn, thì khách hàng sẽ mua cho cái shop đó. Thì xin nhận ra rằng là có rất là nhiều các bạn kinh doanh, các bạn không nhìn rõ được, không nhận thấy được là cái dịch vụ của mình chính là cái cốt lõi trong cái việc kinh doanh. Cho nên các bạn làm truyền thông, các bạn sai cái chủ đích, sai cái định hướng, khiến cho cái việc các bạn làm marketing nhưng khách vẫn không hiểu được cái lợi ích, những cái giá trị mà dịch vụ các bạn mang lại cho khách hàng. Chính vì vậy mà các bạn sẽ gần như là các bạn sẽ quảng cáo và làm marketing thì không hiệu quả.
Cho nên là rất là nhiều bạn không dám chạy quảng cáo và các bạn chỉ làm marketing miễn phí. Thì khi các bạn càng làm marketing miễn phí thì các bạn sẽ chỉ quanh quẩn một nhóm khách hàng mà không phát triển một cách vượt trội được, không phát triển một cách tăng trưởng mạnh được. Các bạn chỉ phát triển từ từ và thậm chí là nhỏ. Thì điều đó là một cái điều không tốt trong kinh doanh. Bởi vì khi các bạn dậm chân tại chỗ, đó là các bạn đang thụt lùi, đang bị bỏ rơi lại phía sau. Lý do thứ 6 xin nhận ra là rất là nhiều bạn làm marketing, làm quảng cáo, nhưng các bạn tạo ra nội dung truyền thông thực sự không hấp dẫn. Thực sự là khách hàng vẫn không hiểu được lợi ích sản phẩm và dịch vụ của bạn, và họ vẫn không hiểu cách mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể giúp được gì cho họ. Thì các bạn phải hiểu một điều là để khách hiểu được lợi ích sản phẩm, thì nếu như chúng ta chỉ dùng những hình ảnh, những cái album để các bạn chạy quảng cáo thì rõ ràng là nó vẫn không đủ sức thuyết phục, nó vẫn không đủ để các bạn kể một câu chuyện một cách hiệu quả để cho khách hàng hiểu. Bởi vì con người luôn luôn nhớ và có cảm xúc mạnh mẽ với những câu chuyện. Một cái thứ hai nữa là khi các bạn làm marketing bán hàng, các bạn thường xuyên tập trung vào việc tạo nội dung bán hàng, chứ ít khi các bạn tập trung đầu tư vào việc tạo nội dung để nói về những cái điểm đặc biệt của sản phẩm hoặc là nội dung kích thích nhu cầu. Thì khi các bạn nói quá nhiều về nội dung bán hàng thì khách hàng vẫn không hiểu được giá trị lợi ích của sản phẩm của bạn, khiến cho các bạn chạy quảng cáo bán hàng nhưng mà vẫn không ra được. Thì lý do thứ hai nó khiến cho các bạn không ra đơn, không tạo được nội dung truyền thông đủ thuyết phục khách hàng để khách hàng có mong muốn mua sản phẩm, để khách hàng thấy sản phẩm của bạn giá trị. Cái lý do thứ bảy mà xin cho rằng rất nhiều công ty anh em gặp phải, đó là các bạn không xác định và phân loại đúng khách hàng tiềm năng của mình. Điều này nó khiến cho các bạn tập trung sai nhóm khách hàng, và khi các bạn tập trung sai nhóm khách hàng, các bạn sẽ lên kịch bản marketing, lên kịch bản sale không đúng, và rõ ràng là chi phí để các bạn theo đuổi nhóm khách hàng không tiềm năng đó nó sẽ rất tốn kém. Và thậm chí khi các bạn không có phân loại đúng khách hàng, không xác định rõ đâu là khách hàng tiềm năng của mình, thì các bạn sẽ chạy quảng cáo và làm marketing một cách hên xui. Hên xui có nghĩa là xin để ý rất là nhiều người chạy quảng cáo trên Facebook, các bạn cứ target tất cả mọi người tại Việt Nam, các bạn target tất cả độ tuổi và tất cả giới tính, thì thậm chí là tất cả sở thích. Thì với cái kiểu target này, về cơ bản là các bạn đang làm hay xui may rủi, các bạn không có một phương pháp nào hết, các bạn không có một cái phương án tiếp cận một cách phù hợp với cái đối tượng tiềm năng của mình. Thì những đơn vị như vậy, các bạn càng làm marketing về lâu về dài thì các bạn sẽ bị hụt hơi, các bạn sẽ chi phí marketing nó không bù cho cái lợi nhuận của các bạn, và các bạn không có nhiều cái thặng dư trong một quá trình kinh doanh lâu dài, nó khiến cho các bạn không có ngay để tái đầu tư doanh nghiệp của mình, và các bạn sẽ dễ bị các doanh nghiệp làm marketing tốt họ vượt trội hơn các bạn và họ chiếm lấy thị trường của các bạn. Thì nhiều doanh nghiệp xin thấy cũng các bạn cũng không có xác định rõ, là vì các bạn không xác định được khách hàng tiềm năng, không phân loại, cho nên các bạn không biết khi nào là nên mời influencer, khi nào là nên quảng cáo YouTube, khi nào là nên quảng cáo trên Facebook, bản tin video của Facebook, hoặc là khi nào nên dùng video 6 giây, khi nào nên dùng video 15 giây, hoặc là khi nào nên kể một câu chuyện dài. Thì các bạn, khi các bạn chưa hiểu khách hàng mình là ai, họ như thế nào, các bạn không có một hệ thống theo dõi, thu thập thông tin của họ, và cũng như là phân loại họ một cách bài bản, thì rõ ràng là việc các bạn làm marketing nó giống như các bạn đi trong một cái rừng, các bạn lạc trong một cái rừng sâu, và các bạn sẽ mất phương hướng. Và khi các bạn quyết định làm cái này làm cái kia, nó đều là những quyết định nó mơ hồ, nó không phải là những quyết định mà các bạn tự tin, các bạn dùng ngân sách lớn. Thì chính vì đó mà các bạn sẽ quảng cáo và marketing không hiệu quả. Xin hy vọng là với video này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về những gì mà các bạn đã làm. Và khi các bạn đã có một cái nhìn tổng quan rồi thì các bạn sẽ có
cái cách gì đó để các bạn tái cấu trúc lại các hoạt động marketing của mình. Và nếu các bạn nào quan tâm về cái kỹ thuật phễu marketing và hướng phán thị trường, và thậm chí là cái kỹ thuật để các bạn phân loại và xác định các nhóm khách hàng tiềm năng, thì các bạn có thể kích vào link bên dưới của Brandy để các bạn tìm hiểu chi tiết hơn. Chỉ có tại Brandy chúng tôi đã phát triển và sáng tạo ra những phương pháp hoàn toàn mới như vậy để giúp cho học viên của mình có thể làm marketing một cách hiệu quả hơn và hiểu được rõ được cái thị trường, các hành vi của khách hàng. Xin là một trong số ít những người được đào tạo bài bản tại trường đại học về chuyên ngành quản trị marketing. Xin lại có 4 năm làm phó giám đốc marketing ở một công ty về công nghệ chuyên thiết kế web và các ứng dụng web. Thì xin lại có 5-6 năm đào tạo các khóa học marketing online chất lượng cao, và cũng hay tổ chức các lớp tại các tập đoàn lớn như là Viettel Đà Nẵng, Viettel Quảng Ngãi, rồi Petrolimex khu vực 3, tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, rồi tập đoàn Đất Xanh và những công ty bất động sản lớn nhỏ tại Đà Nẵng miền Trung. Thì với những gì mà xin mong muốn mang lại cái giá trị cho cộng đồng bằng cái việc toàn tâm toàn ý vào xây dựng những cái phương pháp làm marketing một cách bài bản hệ thống, xin tin rằng là mình sẽ góp phần cho các bạn những cách làm marketing hiệu quả và bài bản. Thì cái việc các bạn đầu tư vào học nó sẽ giúp cho các bạn đi nhanh hơn và làm tốt hơn những người khác, vì cái quý giá nhất mà các bạn có chính là thời gian. Nếu các bạn cứ bỏ ra quá nhiều thời gian để các bạn đi tìm kiếm, các bạn đi học, các bạn học những cái miễn phí trên mạng, thì các bạn trong cái khoảng thời gian đó, những người học bài bản họ đã bỏ rơi các bạn rồi. Và việc khi các bạn đã xây dựng được một nền tảng tốt thì các bạn sẽ phát triển rất là nhanh, các bạn xây dựng được những cái thành quả rất là nhanh khi các bạn đã có một cái nền tảng tốt, một cái phương pháp tốt. Thì các bạn có thể kiểm tra thêm, các bạn có thể xem kỹ hơn ở cái nội dung bên dưới để các bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và bài bản cho cái công việc kinh doanh của mình. Thì xin hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái thời gian sớm nhất có thể để chúng ta cùng nhau đồng hành và cùng nhau phát triển cái sự nghiệp kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái thời gian sớm nhất. Bye bye.